vâng à, xin chào các anh chị và các bạn à, hôm nay thì theo cái yêu cầu của một à, học viên à, làm về bất động sản thì có nói là thầy Phan Anh hãy hướng dẫn em cái cách chạy quảng cáo à, bất động sản ở trên Facebook thì à, hôm nay tôi sẽ làm cái video này hướng dẫn khá là chi tiết cho các bạn à, cái quy trình và cách thức để chạy quảng cáo bất động sản à, tên tôi là Phan Anh giảng viên đại học và chuyên gia về marketing online thì nay à, tôi sẽ gửi cho các bạn các cái thông tin à, về công ty PA Marketing chúng tôi ở địa chỉ website pa marketing vn, youtube và uh, fanpage, facebook cá nhân của tôi, email và uh, những cái nội dung mà chúng tôi sẽ tư vấn. Thế thì đầu tiên ấy, thì ta sẽ nói về cái quy trình quảng cáo. Nó sẽ gồm các bước như thế nào? Thế thì uh, chưa cần nói đến đấy là bất động sản hay là một cái sản phẩm dịch vụ gì khác. Thì đây là cái quy trình thông thường mà chúng ta sẽ làm. Nó sẽ gồm uh, 10 bước như sau. Bước thứ nhất là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu về sản phẩm dịch vụ. À, cụ thể đây là bất động sản gì? À, bất động sản à, dạng shop house hay là chung cư hay là biệt thự nghỉ dưỡng vân vân. Thứ hai là vấn đề nghiên cứu khách hàng thì chúng ta sẽ nghiên cứu xem là cái khách hàng của chân dung khách hàng của chúng ta là như thế nào. Vâng. Đây là chân dung khách hàng nó tự sửa thành. Rồi. À, thứ ba là nghiên cứu vào hỏi đối thủ, thứ tư là tạo sự khác biệt giá trị chất lượng cho khách hàng. Thứ năm là chúng ta sẽ thảo luận lựa chọn cái thông điệp hình ảnh video minh chứng cam kết cho khách hàng của mình. Thứ sáu là hoàn thiện website landing page các thông tin đầy đủ. Thứ bảy là tiến hành quảng cáo và đo lường. Thứ tám là tele sale các kịch bản tele sale gặp gỡ khách hàng. Thứ chín là chốt đơn và giao hàng và thứ mười là chăm sóc lại khách hàng. Thế thì trong từng cái này thì tôi sẽ hướng dẫn đúng không ạ? Đầu tiên là nghiên cứu về sản phẩm và dịch vụ. Thế thì ta làm bất động sản để chúng ta xem là hình ảnh có chưa này sản phẩm là như thế nào này, à, rồi thì cách bán ra sao, có những cái điểm khác biệt gì là chúng ta phải nghiên cứu rất là đủ. Thứ hai là nghiên cứu về chân dung khách hàng, à, thì tôi sẽ có một cái file như thế này, vâng là file chân dung khách hàng ở đây, thì các bạn có thể nhìn thấy à, rất là chi tiết. À, các bạn có thể tải cái file này để các bạn làm. À, ví dụ như là à, thành phố, tỉnh thành thì chúng ta sẽ à, lựa chọn như thế nào? À, chúng ta có chạy thả ghim hay là chạy mở rộng ở trong Facebook? À, tuổi tác là nhóm tuổi nào nhóm tuổi nào là chính đúng không ạ là chúng ta cần phải phân chia các cái nhóm tuổi ra hay là chạy rộng ngôn ngữ là tiếng việt hay tiếng anh hay không quan tâm à, nhắm mục tiêu thì sẽ bao gồm là phần loại trừ và phần bao gồm à, bao gồm cái gì và loại trừ cái gì à, trong phần nhân khẩu học thì à, chúng ta sẽ quan tâm đến trình độ học vấn có học đại học cao đẳng hay bằng cấp gì không có quan tâm đến các sự kiện trong đời hay không À, ví dụ như mới kết hôn hay sinh nhật hay tháng sinh thì à, bất động sản nó cũng không thực sự là quá quan trọng cha mẹ thì có con hay không con mấy tuổi và mấy con à, mối quan hệ thì cũng như vậy đúng không ạ đã độc thân hay là đã kết hôn hay là đã quá vân vân thì cái điều này nó có ảnh hưởng đến cái à, sản phẩm bất động sản của mình hay không thế thì những cái sản phẩm và dịch vụ khác thì các bạn làm tương tự à, công việc thì khách hàng sẽ làm những nhóm nghề gì ngành nghề gì vị trí gì cơ quan nào trong nước hay nước ngoài hay là tư nhân hay là nhà nước vân vân thu nhập và hàng tháng là bao nhiêu đúng không ạ các sở thích có liên quan trực tiếp đến sản phẩm và dịch vụ các sở thích gián tiếp các hành vi thì có hành vi du lịch có thường xuyên đi du lịch nước ngoài hay không là du lịch trong nước hay không thu nhập bình quân như thế nào các hoạt động số thì có phải là chủ sở hữu doanh nghiệp hay không? có phải là chủ admin hay fanpage hay không? À, truy cập máy tính bằng truy cập facebook bằng máy tính hay là bằng máy tính sách tay hay là bằng desktop hay là bằng à, thiết bị phần cứng gì? thiết bị uh, di động gì? đúng không trình duyệt web gì? đấy à, tất cả những hành vi này đã có quan tâm là hành vi mua hàng hay không? có phải là người việt kiều hay không? Đấy, sử dụng điện thoại di động model gì? kết nối wi-fi hay là 3g? đấy vân vân khách hàng thường quan tâm đến uh, giờ nào online ngày nào online uh, cái cái việc gì sẽ ảnh hưởng đến quyết định mua và quyết định không mua ví dụ như giá khuyến mại hay uy tín của chủ đầu tư uh, quà tặng dịch vụ vân vân các tiêu chí khác thế thì toàn bộ cái chân dung khách hàng này để tôi được nghiên cứu theo chuẩn của Facebook uh, các bạn chỉ việc điền theo là xong đấy, một cái file như thế thì ta đang nói về phần nghiên cứu chân dung của khách hàng và trả lời chi tiết như vậy Bước số 3 là ta sẽ nghiên cứu đối thủ xem là uh, những cái người salesman khác người ta có bán uh, cái sản phẩm này không. Và mình sẽ xem gì? Mình xem web, xem learning page, xem YouTube, xem Facebook cá nhân, xem fanpage của họ, xem các cái trang dự án. Mình nghiên cứu về giá cả dịch vụ xem là họ có gì khác biệt không. Mình học hỏi về nội dung bài viết hình ảnh, nhớ là học hỏi chứ không phải là sao chép. Và làm tốt hơn họ, được chưa ạ? Vâng, nghiên cứu một cách thức để tư vấn nó tốt hơn. Đấy, bước số bốn là chúng ta sẽ tạo sự khác biệt, giá trị, chất lượng cho các khách hàng của chúng ta. Ví dụ như là chúng ta phải nói về những cái sự khác biệt, unit selling point của chúng ta. À, lưu ý là chúng ta cũng rất là dễ bị copy, bởi vì khi mà chúng ta đưa lên web, đưa lên youtube, đưa lên facebook thì đối thủ cũng sẽ copy được ngay. Vì vậy là chúng ta sẽ cố gắng tạo ra những cái video để nó khó copy hơn, đúng không ạ? Còn nếu mà dùng hình ảnh hoặc dùng ngôn từ thì nó sẽ nó sẽ rất là dễ copy. Đấy, sau đó thì bản thân chúng ta hoặc là team đội nhóm của chúng ta cần phải thảo luận về các cái thông điệp hình ảnh video các cái minh chứng các cái cam kết uh, của chủ đầu tư của dự án rồi của tiến độ rồi của bản vẽ vân vân chúng ta nên có một cái kho uh, content ask, tức là cái mẫu quảng cáo đấy ít nhất từ 3 đến 5 mẫu cho một cái sản phẩm như vậy tại sao cần nhiều như vậy bởi vì là mình chạy nó có thể sẽ không hiệu quả mình sẽ phải thay đổi thay đổi và trong trường hợp thay đổi như vậy mình có sẵn thì nó sẽ rất là chủ động 3 đến 5 thậm chí là 10 mẫu content có sẵn à, Mình có chạy truy cập web hoặc là landing page hay không thì cần phải có thông tin đầy đủ Cũng nên có 3 đến 5 cái mẫu link web khác nhau à, Rất là rất là chuẩn bị rất là đầy đủ đúng không Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành uh, Chạy quảng cáo thử nghiệm các cái kênh Ví dụ như bên đây thì mình có thể chạy kênh Facebook chạy kênh Google Ads hay là Chạy kênh YouTube hay kênh Zalo hay là các cái kênh mạng hiển thị thì ở đây trong trường hợp này mình chạy Facebook thì mình cũng phải chia ngân sách ra à, mình chạy phễu uh, như thế nào mình chạy remarketing như nào mình chạy tin nhắn như thế nào thì tất cả các kỹ thuật chạy và các chiến lược chạy phân bổ ngân sách tạo nhóm uh, lên cam rồi thì uh, test cam rồi để cho máy học vân vân thì chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu về mặt kỹ thuật thì cái phần này nếu mà các bạn muốn học thì các bạn có thể liên hệ với tôi để tôi sẽ cấp cho các bạn cái bộ khóa học hoặc là tôi sẽ dạy cho các bạn một một tức là một thầy một trò để làm À, chúng ta sẽ quan tâm đến giá của một click giá của một tương tác giá một inbox giá một số điện thoại v v đúng không à, thay đổi các mẫu quảng cáo nếu mà không hiệu quả để có nội dung tốt và hiệu quả cao hơn Đấy. À, đưa ra các kpi mong muốn ví dụ như bao nhiêu tiền một số điện thoại à, đo lường các cái bước chuyển đổi à, từng bước từng bước như thế nào thấy chưa? thì mình phải đo lường rất là chính xác Đấy, mình phải chạy và mình phải tính toán rồi mình phải chuẩn bị tiền đúng không? đấy chuẩn bị tiền, chuẩn bị uh, uh, tài khoản quảng cáo, kiểu kiểu như thế tức là mình có những cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng, uh, content rồi hình ảnh rồi uh, đo lường rồi các cái kịch bản, telesale và kịch bản tư vấn như thế nào, uh, mình cũng phải chuẩn bị sẵn, đấy, các cái tài liệu sale, ví dụ như hợp đồng, biểu mẫu, uh, xem nhà mẫu rồi thì uh, trò chuyện, chốt đơn, đánh giá năng lực khách hàng thông qua Facebook, Google, Zalo như thế nào, à, chốt đơn giao hàng thì đây là đây là bất động sản thì à, bạn không thể chốt đơn giao hàng được thì mình sẽ uh, ký hợp đồng, mình tư vấn này nọ và mình uh, nhận cọc đúng không? Thế là mình xăm. Thế còn đối với sản phẩm và dịch vụ khác thì mình in hóa đơn, mình xuất hóa đơn hoặc là mình uh, làm phễu cho khách dùng thử và mình áp sale tại chỗ vân vân. Đấy thì cái 10 bước như thế này các bạn có thể áp dụng cho với bất kỳ một cái ngành nghề nào khác. À, chúng ta sau đó là chúng ta chăm sóc khách hàng cho đến khi hoàn thành cái việc mua bán và sau đó thì chúng ta à, duy trì mối quan hệ với khách hàng à, kết bạn Facebook kết bạn Zalo à, rồi thì họ về nhà mới thì mình nên có quà cho họ rồi mình giới thiệu cho họ những chỗ làm nội thất giá rẻ rồi thì à, nếu mà họ cho thuê thì tìm khách cho họ cho thuê vân vân nếu họ muốn bán thì bán cho họ đấy thì à, chúng ta nên nên uh, duy trì nói chung là nên duy trì mối quan hệ với khách hàng Điều này rất là quan trọng để mình uh, uh, có thêm những khách hàng về sau và có thể khách hàng sẽ lại giới thiệu khách hàng. Ok nhé, quy trình 10 bước là như vậy, được chưa? Thế thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn thực trực tiếp trên một cái uh, cái cái fanpage để tôi chạy, đấy là đầu tiên là tôi chạy cho một cái dự án bất động sản cao cấp ở Australia bán cho người Việt. Thì đầu tiên thì tôi nghĩ là sẽ chọn một cái tên là bất động sản Úc cho người Việt. Đấy, và tôi sẽ viết in hoa các cái chữ cái đầu như thế này. Thế sau đó thì dự án người ta sẽ gửi cho tôi hình ảnh và video. thì tôi sẽ chọn một cái hình ảnh phù hợp để làm đại diện. thậm chí tôi có thể chèn số điện thoại lên đây. À, tôi chọn tên và tôi làm cái đường link ngắn. Đấy, sau đó thì à, tôi sẽ đăng các cái content lên trên này làm đầy Bước đầu tiên là tôi sẽ làm đầy cái fanpage uh, cung cấp đầy đủ các thông tin hình ảnh, uh, số liệu, số điện thoại vân vân. Sau đó thì tôi sẽ phân tích xem là tôi sẽ uh, nên dùng hình ảnh gì, video gì và viết content như thế nào. Thì toàn bộ cái content này là tôi viết nha. Tôi viết, đây có bạn thư DT bạn đăng là học trò học trò và nhân viên của tôi nhưng mà thực chất là content là tôi viết. Đó. Thế thì content viết như thế nào? Mình nêu nổi bật cái dự án, mình uh, xoáy vào các cái USB và mình sẽ hiểu được cái insight của khách hàng họ muốn gì họ thích gì họ sướng gì họ sợ gì thì mình sẽ đưa vào thế còn cái video này thì bên chủ đầu tư họ đưa rồi thì tôi sẽ dùng phần mềm tôi bắn tách vào là xong tôi bắn tách vào để làm gì để các bạn không ăn cắp được đúng không? Đấy, thậm chí tôi bắn logo vào đây Đấy, sau đó thì tôi chạy quảng cáo cho họ đúng không ạ và các bạn nhìn thấy à, số lượt tiếp cận đây lượt tương tác này, số lượt bình luận đây Đấy, rất là tốt đúng không ạ À, đây là số lượng bình luận thực tế khoảng 200 à, comment của khách và trả lời nữa là thành khoảng 400 và inbox cũng rất là nhiều inbox cũng rất là nhiều à, dự án này tôi cũng mới chạy trong năm 2019 thôi à, cũng rất là nhiều inbox và giá khá là tốt giá khá là tốt thì cái giá này à, nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng 200 đến 250.000 một số điện thoại à, còn cái chuyển đổi được hay không thì tôi không dám khẳng định bởi vì Đấy thuộc phần của các bạn sale và dự án này khá là đắt Ok, thì tôi vừa hướng dẫn uh, sơ lược cho các bạn một số những cái thao tác uh, như vậy à, Tiếp tục, uh, tôi sẽ quay lại tôi đặt như thế nào Thì tôi đặt quảng cáo, tôi chọn đối tượng tuổi Tôi sẽ đặt tuổi cao lên, ngoài 33 đến 35 tuổi trở lên uh, Thiết bị di động đầy cao uh, Quan tâm đến du học rồi thì uh, định cư ở nước ngoài Những người thường xuyên đi du, du lịch nước ngoài các cái giám đốc chủ doanh nghiệp lớn nói chung là những người như vậy tôi đánh giá là sẽ có khả năng chuyển đổi tốt và chạy ngân sách bằng video chạy uh, video như gửi tin nhắn và lấy dữ liệu uh, kết quả là thu được khoảng 200 bình luận và cũng khoảng từng đó hai ba trăm gì đó tin nhắn khá là tốt các bạn nhé rồi cuối cùng thì xin chúc các bạn thành công và ở trong thời kỳ covid như này thì các bạn cũng hết sức là giữ gìn sức khỏe doanh nghiệp của các bạn có thể sẽ gặp những khó khăn thì các bạn sẽ phải uh, chuyển đổi số và bán hàng online đa kênh thì các bạn có thể liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và trợ giúp uh, rất là chúng tôi rất là chuyên về cái này từ năm 2008 tới nay khi mà Facebook bắt đầu có hệ thống quảng cáo là 2011 thì uh, tôi đã đào tạo đã chạy quảng cáo cho rất rất nhiều các cái công ty các học viên khác nhau rồi uh, chúng tôi tự tin về các cái kênh cũng như là các cái kinh nghiệm của mình một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi chưa? Và xin chào nếu các bạn thấy hay thì hãy sắp kênh cho chúng tôi xin cảm ơn